chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác, cổ vũ toàn đảng toàn dân đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chương trình giao lưu nghệ thuật lời Bác dặn trước lúc đi xa với các giọng hát trẻ đã đoạt giải Sao Mai và các nghệ sĩ nổi tiếng cùng giàn hát múa thiếu nhi Hà Nội, được làm dụng công phu nhằm ca ngợi thân thế sự nghiệp, tấm gương đạo đức cách mạng và những công hiến vĩ đại của người, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2010 tại Cung văn hóa hữu nghị và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Mời quý vị và các bạn đón xem.